Em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu đến các bác một bộ group set Victory. Đấy, đó là đời Victory của nhà Camba Grollo các bác nhé. Bộ group set này thì nó ra đời thập niên 80 đó, và nó đủ 9 món luôn các bác nhé. Nó gồm có bộ giò dĩa này, cặp tay thắng, ngàm thắng, sang đĩa, sang níp, tay kéo, xích, níp, BB. Cái níp thì nó đang, em hôm rồi em nắp lên cái bánh em chạy thử thì đang ở trong nhà em không tháo ra các bác nhé. Đó, thì bác nào có nhu cầu sử dụng bộ này thì liên hệ với em theo số điện thoại 091 840 9990. Cái bộ này thì tổng thể của nó còn rất là đẹp nha các bác nhé. Nó rất là đẹp. Đấy, và những bộ group set mà nó đầy đủ như này, nó liền lạc và nó còn đẹp này thì bây giờ trên thị trường cũng khá hiếm rồi các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ quay lướt qua một vòng cho các bác coi, sau đó em sẽ quay chi tiết từng cái bộ phận một của bộ group set này các bác nhé. Bộ này thích hợp cho các bác lên những cái sườn cổ của Ý. Các bác nào mà có cái sườn cổ mà những năm 80 lên bộ này thì rất là đẹp. Đó, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác nhé. Đầu tiên là cặp tay thắng. Theo em biết thì cái cặp tay thắng này nó không phải là của đời Victory mà như nó là đời của dì Co các bác ạ. Bởi vì Victory nó là tay thắng của nó có tổ ong, và cái phần này này, cái phần tay nắm này này nó to hơn các bác nhé. Đấy, còn cái đời này thì nó nhỏ hơn này. Đó, ở đây là chữ cái logo Camba nó khác. Cái tay thắng này thì nó có chày các bác nhé, nó có chày nhưng mà nó không ảnh hưởng đến độ đẹp của bộ rút này đâu. Đó, nó có chày này. Cao su biết thì còn rất là đẹp các bác nhé. Tiếp theo là đến đôi tay kéo này. Đó, đời Victory các bác nhé, đầy đủ hết, nó không thiếu cái gì cả. Đó, còn rất đẹp. Đây là cái xích này. Cộng xích này thì trên này nó ghi là NRI thì không biết là cái gì. LRI á, giống như của hãng LRI. Còn đây là BB của nó này. Cái ống này cũng Camba luôn các bác nhá. Hai vòng bi dế này. À. Cái này là trục rỗng các bác nhá. Đó. Tiếp theo là sang líp này. Đó, sang líp Victory thì nó như này. Nó có một cái logo ở đây thôi. Bánh xe nguyên bản. Chỗ này các bác nhìn thấy một cái mối nối này, các bác sẽ cảm giác nó là vết nứt đúng không? Nhưng không phải. Nó là cái vật liệu khác các bác nhá. Cái củ này nó làm bằng nhôm, nhưng mà cái phần này là nó làm bằng kim loại thép trắng đó, để nó chống mài mòn do xích sen đó. Đó, chứ không phải là nó bị nứt cái gì đâu các bác nhé.
tiếp theo là cái sang đĩa. Đó. Chúng còn đẹp. Tiếp theo là cái ngàm tháng sau này. Còn rất đẹp. Nói chung là những cái bộ group set của Kamba mà cổ thì họ làm rất là chi tiết. Từ cái phần cái cao su cũng khắc chữ hết các bác nhá. Và cái cao su này thì còn rất mới, các bác có thể nhìn thấy. Đây là cái ngàm tháng trước này. Đó, nó có một cái vết ở đây thôi, một vết nhỏ xíu đây thôi các bác nhá. Ốc ép zin hết các bác. Đó, ca su còn rất dày dặn. Và tiếp theo là cái giò bên tay trái. Các bác có thể thấy con ốc của nó, cái ốc này ốc chặn giò thôi nhá. Còn con ốc siết trục nó nằm bên trong này. Tất cả là ốc của Kamba hết các bác nhá. Giò thì dài 170 đây. Còn rất đẹp, không có vết chảy. Đây là cái phần giò dĩa này. Đĩa lớn là 52. Đĩa nhỏ là 42 các bạn. Đĩa nhỏ 42 này. Đĩa lớn 52. Thường thường thông số của mấy bộ group set cổ nó là vậy. Và các bác có thể thấy cái răng của cái đĩa này nó rất là mới. Không có, chưa có dấu hiệu của ăn mòn của sên xích đâu. Ốc thì chữ còn nguyên si hết. Zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, ốc chặn giò có này. Còn rất đẹp. Đây là cái mặt bên trong này. Bộ giò dĩa mà còn đẹp như này, giờ các bác đi mua bộ Victory này nó cũng không rẻ đâu các bác nhé. Đấy, nó bị cái vết này là vết cái này nâu đi là hết các bác nhá. Đó, thông số 170 nhá. Ốc trục có luôn nhá. Rất đẹp. Đó thì vừa rồi em có còn cái níp nữa các bác nhá. Còn cái níp 6 của Zigida nữa. Níp Ý. Nhưng mà đang nằm những cái bánh xe trong khi em lười tháo á. Thì bác nào mà có nhu cầu sử dụng bộ này hay mua về sưu tầm thì liên hệ với em theo số điện thoại 091 840 9990 các bác nhá. Đó. Bây giờ để tìm được bộ group set mà nó còn đẹp như này của Kamba từ những năm đầu những năm 80 thì nó cũng khá hiếm rồi các bạn. Đó. Bộ này em cũng báo giá luôn với các bác. Là em giao lưu với các bác với giá 15 triệu 500 ngàn các bác nhé. 15 triệu rưỡi. Cái đồ cũ này nó không có ép giá các bác nhé. Mà cái giá của nó sẽ tùy thuộc vào độ đẹp của đồ các bác. Nhiều bác gọi điện cho em hỏi sao bán đắt thế. Nhưng mà các bác đâu có tìm hiểu kỹ là cái bộ group nó hay là đồ nó còn đẹp đâu đúng không? Đồ cũ này nó đâu có giá đâu. Đó thì các bác theo dõi kênh YouTube của em, các bác nhớ đăng ký kênh và ấn vào cái nút chuông thông báo nhá. Để khi em đăng xe hay phụ tùng gì lên thì YouTube họ sẽ thông báo ngay cho các bác. Thì các bác nào có nhu cầu sử dụng bộ này thì nếu mà cần thêm hình ảnh kết nối Zalo với em nhé, em sẽ gửi thêm hình ảnh chi tiết cho các bác.
đó, em nhắc lại là đủ 9 món đấy các bác nhá. Giá là 15.500.000. Giờ em xin kết thúc video đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.